Ê, Triển đại nhân, trưởng quầy, Triển đại nhân tới rồi. Điện Thanh. À, Triển đại nhân. Ở Triển đại nhân. À, Triển đại nhân. Triển đại nhân, mời vào trong ngồi. À, mời. Vẫn còn mấy vị bằng hữu. À, cứ đến đi, cứ đến đi. Quán trà của lão, lão mời. Hôm nay để Điện Thanh mời. Ờ. Hả? Vào đi. À. Điện Thanh, Điện Thanh, Điện Thanh, Điện Thanh, Điện Thanh, mọi người vẫn khỏe chứ? Cuối cùng đã gặp cậu rồi. Cuối cùng cũng gặp cậu. Dạ phải, mọi người vẫn ổn chứ? Thanh đại thúc cẩn thận đó. Thúc sao vậy? Không sao, ta bị thương ở trên khu mỏ. Mai vào trong ngồi đi. Mai vào trong đi, nhanh lên. Tiểu Bảo, rót trà. Anh này, này, cẩn thận nghe. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi, ngồi. Trong nửa năm qua, giống như một cơn ác mộng, đến bây giờ Thảo Dân vẫn không dám tin những chuyện này đã trôi qua rồi. Bây giờ tốt rồi, cuối cùng ngươi đã có cuộc sống bình thường. Thật sự mà nói, Thảo Dân vẫn muốn đi thăm Đinh Đại Thẩm. Thảo Dân cảm thấy bà ấy rất là đáng thương. Ngươi định nói chuyện Đinh Trung bị giết hại cho bà ấy biết sao? Không nói cũng không được, sớm muộn gì bà ấy cũng biết thôi. Bây giờ bà ấy không còn minh mẫn nữa, nếu ngươi cho bà ấy biết sự thật, ta sợ bà ấy chịu không nổi đả kích này. Hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Ừ. Triển đại nhân. Chuyện gì? Đại nhân mời hai người tới đại sảnh nói chuyện. Đi thôi. À, mời. Thảo Dân, khấu tạ Bao đại nhân đã rửa sạch oan ức cho mọi người. Người đứng lên nói chuyện. À, đa tạ Bao đại nhân. Kiếp nạn các ngươi đã gánh chịu cuối cùng đã kết thúc. Kể từ hôm nay, không cần phải lo sợ gì nữa. Bao đại nhân, vậy những người còn lại lúc nào mới được về nhà đi? Nhanh thôi. Sau khi xem xét hoàn tất, những người vô tội sẽ được rời khỏi đây, khôi phục tự do. Còn về ngươi, bây giờ thì ngươi có thể trở về nhà được rồi đó. Đa tạ Bao đại nhân. Đã phá được vụ án này, nhưng còn có một số đồng phạm vẫn chưa bị xét xử. Ngươi vốn là người Thanh Châu, nếu như có nghe tin liên quan tới vụ án này, có thể đến đây trình báo, biết đâu có thể giúp ích được cho bổn phủ. Dạ, Thảo Dân nhất định chú ý. Mà Hàng. Có thuộc hạ. Ghi lại chỗ ở của Điền Thanh, nếu cần thiết cho truyền hắn đến đây. Dạ. Điền Thanh, ngươi có thể về rồi. Đa tạ Bao đại nhân. Triệu hầu về. Đại nhân, tư liệu thu từ gia quyến phạm nhân trong dân gian, nhưng có thể lấy về giao cho Công Tôn tiên sinh để tiện việc điều tra. Dạ. Tiểu Bảo. Dạ. Điện Thanh hả? Điện Thanh hả? Trời ơi, Lâm lão gia, sao cậu lại tới rồi? Hả? Nè nè, qua đây qua đây. Nè, ngồi 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 ngồi. Điền Thanh à, cậu không sợ quan phủ là tới bắt cậu sao? Mọi người nghe con nói đi, quan phủ không đến bắt con nữa đâu. Không những là con, ngay cả những người mất tích cũng đã trở về rồi. Chúng con đã được minh oan, không cần phải trốn tránh nữa. Vậy thì tốt rồi. Cuối cùng đã được trời quan mây tạnh. Nè, có phải Trung ca cũng được về rồi không? Cậu sao vậy? Trung ca không còn sống trên đời nữa rồi. Hả? Cái gì?
Vậy thì bệnh của Đinh Đại Tẩu không bao giờ khỏi được rồi. Đinh Trung là người thân duy nhất của bà ấy. Đúng vậy, con cũng đang phiền não đây. Thật ra phải nói chuyện của Trung ca với bà ấy như thế nào? Ê, Điền Thanh, hay là đưa Đinh Thẩm đến đây nói đi. Bà ấy rất thích uống trà, trong lúc uống trà bình tĩnh hơn. Đến lúc đó chúng ta hãy nói với bà ấy. Cũng được. Nè, Điền Thanh, người cũng ở đây sao? Triển đại nhân, ngồi đi. Mời ngồi. Ê, hai người quen nhau hả? Tiểu Bảo, cậu quên rồi sao? Lần trước chính là vị khách quan này đã cứu Điền Thanh ở trước cửa quán trà của chúng ta đó. Vị khách quan này đúng là hiệp khách giang hồ, thích xen vào chuyện bất bình. Ngồi đi, ngồi đi. Không, Triển đại nhân là người đi theo Bao đại nhân. Thì ra khách quan chính là tại hạ Triển Chiêu. Hả? Khách quan là Nam Hiệp Triển Chiêu hả? Ừ. Khách quan chính là ngự tiền tứ phẩm hộ vệ mang đao Triển Chiêu đó hả? Không sai. Lâm trưởng quầy, có thể đưa đồ cho tại hạ chứ? Được chứ, được chứ, dĩ nhiên được chứ. Qua chỉnh lý sơ bộ, trong những người đưa từ khu mỏ về, có khoảng 3 phần là thợ mỏ thuê từ nơi khác đến. Số còn lại đều được thuê từ Thanh Châu hoặc Châu huyện phụ cận. Trong đó cũng có người bị bắt về, cũng có mười mấy tội phạm thật sự. Số còn lại đa số đều là phạm tội nhẹ. Những thợ mỏ được thuê về và những người bị bắt vô cớ, hãy tính theo thời gian họ đến khu mỏ đó, lấy gấp 3 lần tiền công bình thường để bù đắp lại cho họ. Thêm vào đó là lộ phí trở về quê phát chung một lượt. Còn về thợ mỏ không may bị mất mạng, phải điều tra thân phận của họ, chu cấp gia quyến của họ cho thật tốt. Dạ, nhưng số tiền này phải lấy ở nơi nào? Do Châu Nha Thanh Châu chi trả. Sau khi tiên sinh liệt kê ra danh sách, báo cho Trương Sung, theo đó mà phân phát. Phải kết toán cho thật nhanh, lập tức chấp hành. Dạ. Đinh Thẩm, Đinh Thẩm. Trà này là Tiểu Bảo pha đó, trà mà Đại Thẩm thích nhất. Uống đi. Uống trà, uống trà, uống trà. Cậu nhìn đi, trong lúc này bà ấy luôn như vậy đó. Một gia đình đang êm ấm đã tan nát như vậy rồi. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Có cần nói cho bà ấy biết không? Ta thật sự rất lo lắng, bà ấy sẽ không chịu nổi. Con biết rồi. Đại Thẩm, Trung Nhi, Trung Nhi, cuối cùng con về rồi, Trung Nhi. Không, Đại Thẩm à, con là... Con nhẫn tâm lắm, con để mẹ ở nhà một mình như vậy. Đinh Thẩm, Đinh Thẩm, quỳnh ấy là Điền Thanh chứ không phải là Trung Ca. Không, cậu nói bậy, rõ ràng là Trung Nhi mà. Trung Nhi, cậu ta nói bậy đúng không? Rõ ràng con là Trung Nhi. Con mau nói với họ đi, con chính là Trung Nhi. Hả? Con mau nói đi, con là Trung Nhi của mẹ. Trung Nhi, Trung Nhi. Đúng vậy, mẹ, con là Trung Nhi đây. Trung Nhi đã về rồi đấy. Trung Nhi, mẹ nhớ con lắm. Mẹ, là con không tốt, là con không tốt. Từ nay Trung Nhi sẽ không rời xa mẹ nữa. Trung Nhi sẽ ở bên cạnh mẹ mãi mãi. Hãy
Trung Nhi. Mẹ. Trung Nhi của mẹ, cuối cùng con đã về rồi. Cuối cùng con đã về rồi. Mẹ. Trung Nhi. Khai bấm đại nhân, tất cả khoáng thạch đều đã niêm phong, hầm mỏ cũng đã niêm phong, đồng thời đã giao cho quan binh Hổ Tân Doanh canh giữ. Thiết bị đúc vàng và kể cả một số thành phẩm cũng đã ghi vào sổ niêm phong rồi. Giao sổ sách cho Công Tôn tiên sinh để tiện điều tra đi. Dạ. Trước đây, số vàng đã được đúc ra, dùng phương thức nào để chuyển ra ngoài? Theo điều tra, là quan binh áp giải vàng đến miếu Sơn Thần ngoài thành, sau đó Quách Bắc dẫn người đến tiếp nhận. Mỗi lần vận chuyển số lượng bao nhiêu? Cách 5-3 ngày thì chuyển 50 cân. Ủa? Vậy chỉ cần mình hắn có thể chuyển đi rồi, thảo nào không ai phát hiện ra. Đại nhân, họ đã có kế hoạch từ trước. Quan binh phụ trách áp giải cứ tưởng đó là khoáng sản hợp pháp, sẽ không có vấn đề gì cả. Còn Quách Bắc nhận hàng là tâm phúc của Trương Xung, ai cũng không thể phát hiện. Bộ đầu châu nha đích thân áp giải, ai dám kham xét? Đây quả là kế hoạch chu toàn. Không ngờ công cụ của triều đình lại bị lạm dụng như vậy. Đại nhân, nếu là 50 cân là số lượng cố định của một lần, vậy thì khai thác trong 3 năm đã có 20 mấy vạn lượng vàng được đúc ra rồi. Không ngờ con số lại lớn như vậy. Nếu không phải được đúc thành thỏi, chỉ riêng chỗ để cất giữ cũng chiếm không ít không gian, vậy mà có thể bảo đảm không bị ai phát hiện. Đây quả là một manh mối có sức thuyết phục. Đại nhân, tư liệu của gia quyến phạm nhân đã lấy được rồi. Mời Công Tôn tiên sinh mau chóng rà soát. Tốt nhất là ngày mai có thể lần lượt thả số thợ mỏ đôi trở về nhà. Dạ. Những người chịu khổ chịu nạn này chắc là nóng lòng trở về nhà để đoàn tụ. Bổn phủ đã có tấu chương lên triều đình, mau chóng cho người đến đây tiếp quản khu mỏ, đổi thành quan mỏ, lập tức giao cho phố đệ chuyển về kinh thành. Dạ. Dương Triều. Có thuộc hạ. Nguyễn Nhi đã về dịch quán chưa? Bẩm đại nhân, Nguyễn Nhi cô nương mới về không được bao lâu, đang nghỉ ngơi trong phòng ạ. Xem ra cô ấy cũng đã mệt mỏi. Để học trò đến thăm. Đừng làm phiền cô ấy, để cho cô ấy được nghỉ ngơi. Đại nhân, luôn tiện học trò sẽ tìm hiểu tình hình thương bệnh của các thợ mỏ. Cũng được, nhưng cũng phải để cho cô ấy nghỉ ngơi sớm. Sáng sớm mai còn phải đến dư phủ để trị bệnh. Dạ, học trò hiểu rồi. Nguyễn Nhi. Sư thúc đợi một lát. Sư thúc. Không làm phiền con nghỉ ngơi chứ? Dạ không, con đang sao chép sổ tay của cha con.
mời sư thúc xem qua. Hiếm khi con có lòng như vậy. Số tai này nhất định sẽ tạo phước cho hậu thế. Nguyễn Nhi sẽ làm hết sức mình. Sư thúc mời qua bên này ngồi. Phải rồi, tình hình thợ mỏ ra sao rồi? Đa số đều vì thời gian dài không được ăn uống đầy đủ, cho nên sức khỏe yếu, vì vậy rất dễ bị bệnh. Điều này cũng không thể trách họ được. Họ bị xem là khổ sai. Nhưng một khi ăn uống bình thường, nguyên khí cũng từ từ được khôi phục lại. Còn có một số người là ngoại thương, có lẽ là trong lúc vận chuyển khoáng thạch gây ra. Thực ra họ không phải thợ mỏ, làm sao họ biết cách khai thác? Tai kiếp xảy ra bất ngờ đã làm khổ họ rồi. Đúng vậy. Còn những người khác chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ không sao. Được, đây cũng là công đức của con. Thật ra Quyển Nhi là đại phu, trị thương trị bệnh là thiên chức của con mà. Đại nhân đang lo lắng không biết sức khỏe của con có chịu nổi hay không, cho nên mới nhờ sư thúc qua đây nhắc nhở con nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn phải đến Dương phủ. Vậy thì phải cảm ơn quan tâm của đại nhân và sư thúc rồi. Đúng rồi, có chuyện này Nguyễn Nhi không biết nói ra có giúp được cho đại nhân điều tra án hay không? Con cứ nói đi. Hôm nay trong lúc Nguyễn Nhi rời khỏi Dương phủ, phát hiện Trương Xung xuất hiện trong Dương phủ. Trương Xung hả? Hắn đến Dương phủ để làm gì? Nguyễn Nhi cũng không biết, nhưng nghe người hầu của tiểu Dương gia nói, Trương Xung thường đến Dương phủ, không phải đến thăm Sài Dương gia. Thời gian dùng để gặp Sài tổng quản nhiều hơn. Cái gì? Trương Xung đến Dương phủ sao? Chính mắt Nguyễn Nhi đã nhìn thấy. Nói như vậy thì chúng ta vừa rời khỏi Châu Nha thì hắn đã đến Dương phủ. Đại nhân, chuyện này có khi nào liên quan đến Sài Dương gia không? Không ly nào. Sài Dương gia với bổn phủ đã quen biết nhiều năm, bổn phủ rất hiểu ông ấy, tuyệt đối ông ấy không làm chuyện gì phi pháp đâu. Nhưng mà nếu Trương Xung đã đến Dương phủ, không thể là không chú ý đến. Phải uống thuốc rồi. Thank you.
Dương gia. Dương gia. Bao đại nhân. Tại sao mới sáng sớm Dương gia đã đến dịch quán? Có phải có chuyện gì muốn căn dặn bao chứng? Tối hôm qua bổn Dương muốn qua đây rồi, nhưng lại sợ làm phiền bao đại nhân. Hôm nay lại sợ bao đại nhân ra ngoài làm việc, cho nên mới đến sớm như vậy. Bao đại nhân đừng lấy làm lạ nghe. Bao chứng không gian. Mời Dương gia ngồi. Được rồi. Bao đại nhân, bổn Dương cố tình đến đây để xin lỗi bao đại nhân. Tại sao Dương gia nói vậy? Hôm qua Trương Sung có đến Dương phủ để gặp bổn Dương. Chẳng hay tại sao Dương gia lại nói với bao chuyện điều này? Bổn Dương từng mạnh miệng nói với bao đại nhân, Trương Sung đó làm quan như thế nào, chiến tích như thế nào. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện cấm quân cấu kết chầu nhà, tiến hành khai thác trộm. Trương đại nhân đã bẩm báo với Dương gia rồi sao? Trương Sung đến Dương phủ gặp bổn Dương chính là để nhận lỗi quản lý thuộc hạ không nghiêm. Trương Sung quản lý không nghiêm thật ra không liên quan gì đến Dương gia. Tại sao Dương gia phải đến để xin lỗi giùm hắn? Bổn Dương mới khen hắn vài câu, bây giờ đã phạm nhiều sai lầm như vậy, chẳng lẽ bổn Dương không có lỗi tiện miệng khen ngợi sao? Nếu như không giáp mặt xin lỗi, bổn Dương thật sự thấy không thể nào yên tâm. Dương gia suy nghĩ nhiều rồi. Sai sót của Trương Sung bao chuẩn sẽ báo thỉnh với triều đình xử trí. Thật sự không dám nhận hai chữ xin lỗi đó. Đại nhân không để ý, bổn Dương thì rất để ý. Bổn Dương đã đến rồi, lời nói cũng nói rồi, bổn Dương cảm thấy thoải mái rất nhiều. Dương gia bụng dạ thẳng thắn, bao chuẩn khâm phục. Ngoài chuyện đến xin lỗi, bổn Dương còn muốn cảm ơn. Tại sao Dương gia lại nói như vậy? Trong nhiều ngày qua, Quyển Nhi luôn trị bệnh cho Quyển Tử. Sao bổn Dương có thể không đến đây để cảm ơn Mộ Dung cô nương chứ? Thảo nào Dương gia cho mời Quyển Nhi đến đây để gặp mặt. Thì ra là vì chuyện này. Quyển Nhi tham kiến Dương gia bao đại nhân. Miễn lễ. Tạ Dương gia. Bổn Dương cố tình đến đây để xin lỗi bao đại nhân, đồng thời cũng vì chuyện của Quyển Tử mà cảm ơn Mộ Dung cô nương. Quyển Nhi không dám nhận. Quyển Nhi chỉ góp sức mọn mà thôi. Nói như vậy thì không đúng rồi. Cô nương trị khỏi bệnh cho Sài Ngọc, bổn Dương không những cảm kích không hết, Sài Ngọc cũng sẽ cảm kích ân tình của cô đương suốt đời mới là đúng đó. Quyển Nhi không dám. Được rồi. Xin lỗi cảm ơn cũng đã nói rồi. Bổn Dương đã hoàn thành tâm nguyện, không làm phiền bao đại nhân nữa. Cáo từ nha. Cung tỷ Dương gia. Đừng tiễn, bổn Dương tự về được rồi. Dạ. Không ngờ Dương gia là một người rất có cá tính. Đây cũng là nguyên nhân bổn phủ thích giao kết với ông ấy. Đại nhân, xem ra nghi ngờ về Dương phủ của chúng ta là dư thừa rồi. Không sai. Trương Sung đến Dương phủ chắc là nóng lòng bẩm báo với Dương gia, không có ý đồ gì khác đâu. Quyển Nhi, bổn phủ với Công Tôn tiên sinh phải đến Châu Nha làm việc, cô nương cũng phải đến Dương phủ để trị bệnh cho tiểu Dương gia phải không? Dạ, Quyển Nhi sẽ đi ngay.
Lời nói vừa rồi của bổn phụ, đại nhân có ý kiến gì? Không có ý kiến. Hạ quan lập tức làm theo lời dặn của Bao đại nhân. Châu Nha chi trả tiền công cho thợ mỏ có vấn đề gì không? Trong mấy năm qua, Châu Nha vẫn còn tiền để chi tiêu, dùng để bù đắp cho thợ mỏ, hợp tình hợp lý, thỏa đáng vô cùng. Sau khi Quách Bắc mất tích, có người nào thay thế chưa? Hạ quan đã cho người thay thế rồi. Trọng phạm đưa từ khu mỏ về đây, giam vào đại lao cũng không thành vấn đề. Trương đại nhân, nếu xưa nay đại nhân đều quan tâm chính vụ như vậy, thì không xảy ra vụ án khai thác vàng trộm rồi. Cũng không làm cho vô số ba tánh phải tan nhà nát cửa, gia đình ly tán. Dạ, hạ quan biết lỗi rồi. Được, bộ phụ sẽ đến chỗ ở tạm thời của các thợ mỏ. Sau khi xét hỏi nguyên quan, sẽ theo đó mà giải tán họ. Dạ, hãy để hạ quan dẫn đường. Ừ. Đinh Đại Thẩm rất là đáng thương. Con thật sự không có dũng khí để nói chuyện Đinh Trung với bà ấy. Lâm lão gia, lão gia nói con như vậy có phải quá nhu nhược không? Như vậy không phải là nhu nhược, vậy là đồng tình. Bà ấy thật sự không thể chịu đả kích này nữa. Nhưng sao hả? Bây giờ cậu có thể giấu bãi, nhưng cậu không thể giấu bãi suốt đời. Con đã suy nghĩ rồi. Nếu như lúc nào bà cũng coi con là trung ca, con sẽ giấu bãi suốt đời. Đinh Đại Thẩm cũng như con, trên đời này không còn người thân nào nữa. Con sẽ coi bà ấy giống như là mẹ ruột của mình, phụng dưỡng bà ấy suốt đời. Điền Thanh, nếu cậu thật sự làm được điều này, Đinh Trung ở dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt rồi. Ừ. Khỏe nhiều rồi. Tiểu Dương gia cảm thấy thế nào? Tại hạ không biết sau khi được cô nương điều trị bằng châm cứu tình hình như thế nào. Nhưng sau khi cô nương đến đây, tại hạ không còn phát bệnh nữa. Đó là vì huyết mạch của Tiểu Dương gia không còn thu hẹp, cho nên không phát bệnh nữa. Nếu ngày nào cũng được như vậy, không phải giống như không mắc bệnh sao? Không được đâu. 7 ngày là một liệu trình. Sau 7 ngày thì phải đình chỉ dùng châm rồi. Sau đó phải dùng thuốc 3 ngày. Sau 3 ngày mới bắt đầu liệu trình thứ hai. Vậy thì phải trải qua mấy liệu trình? Chưa biết nữa. Còn phải xem tình hình thế nào. Được rồi, chúng ta bắt đầu châm. Khoan đã. Hãy nhận đi. Tại hạ tặng cô nương đó. Không. Tiểu nữ không thể nhận quà của Tiểu Dương gia. Nếu như là vật khác, tại hạ không tặng cho cô nương đâu. Nhưng mà vật này cô nương phải nhận. Nào, cô nương mở ra xem thì sẽ biết ngay thôi. Đây là gì? Đây là con dấu của Sài gia. Ở tiền triều, nó đại diện cho tôn nghiêm của hoàng thất. Nhưng bây giờ, nó chẳng qua chỉ là một đồ án xinh đẹp thôi.
Đây, cô nương dùng châm vàng trị bệnh, bây giờ tại hạ tặng châm vàng cho cô nương là lẽ đương nhiên. Chẳng lẽ cô nương còn lý do gì từ chối tại hạ sao? Nếu tiểu dương gia đã nói vậy, tiểu nữ thật sự khó từ chối. Vậy kể từ hôm nay, cô nương hãy dùng bộ châm vàng này đi. Với kết quả chỉnh lý của công tôn tiên sinh, chắc là hoàn thành công việc sau đó rất là thuận lợi. Hôm nay đại nhân đã gặp 75 người. Chỉ cần thêm 1-2 ngày nữa, người được đưa từ khu mỏ về đây có thể gặp hết rồi. Đúng là vì có quá nhiều người, không thể không chia ra để xử lý. Chỉ còn cách để cho họ đợi thêm vài ngày. Sự phối hợp của Trương Sung cũng có giúp ích được rất nhiều. Đô Hăng Giam không phối hợp. Sau khi xử lý xong chuyện này, thì phải nhắm vào hắn. Dạ, học trò hiểu rồi. Phụ Dương. Ngọc Nhi, có chuyện gì vậy? Xin Phụ Dương cho tả hữu lui ra. Sai Lộc, ngươi cũng lui đi. Dạ. Ngọc Nhi à, có chuyện gì mà thần bí như vậy, ngay cả Sài Lão cũng không được nghe. Phụ Dương à, có điều gì Hài Nhi luôn khiến Phụ Dương phải bận tâm? Tất nhiên là sức khỏe của con rồi. Chẳng lẽ... Không, Hài Nhi muốn nói chuyện Phụ Dương luôn không yên tâm, Hài Nhi lại không nghe lời Phụ Dương đó. Vậy
Chỉ có đại sự trọn đời của con. Cọc gì, nói như vậy, con đồng ý thành thân rồi sao? Được, được, được. Cha sẽ tìm mai mối dạm hỏi cho con. À không, Phu Dương, hai nhi đã có ý trung nhân rồi. Hả? Là cô nương nhà nào vậy? Nói cho Phu Dương nghe đi. Là Quyển Nhi. Quyển Nhi à? Đệ nhân, sư thúc, Quyển Nhi có thể làm phiền một lát không? Dĩ nhiên là được, cô nương nói đi. Đệ nhân, số thợ mỏ đó gần như đã khỏi bệnh hết rồi, chắc là ngày mai có thể trị liệu hoàn tất. Tốt lắm, vất vả cho cô nương. Cô nương còn có chuyện gì? Quyển Nhi hy vọng bệnh của Tiểu Dương gia có thể đưa ra một quyết định. Câu này có ý gì? Tại vì bệnh của Tiểu Dương gia, nếu như muốn điều trị tận gốc, e rằng phải mất thời gian rất dài. Quyển Nhi không thể ở Thanh Châu mãi được. Cần phải mất bao lâu? Ít nhất phải một năm. Ờ, phải lâu vậy sao? Ừ. Thật ra, không thể gọi là trị liệu, nên gọi là điều dưỡng. Nếu không có thời gian dài để duy trì điều dưỡng, bệnh của Tiểu Dương gia không khỏi được đâu. Cô nương thật sự không thể ở Thanh Châu một năm được. Nhưng mà nếu cô nương không trị, Tiểu Dương gia phải làm sao đây? Quyển Nhi nghĩ trong Dương phủ chắc là không thiếu danh y. Quyển Nhi có thể truyền cách trị liệu lại cho họ. Như vậy thì Quyển Nhi không cần ở lại Thanh Châu nữa. Điều này đúng là phải thu xếp trước rồi. Một liệu trình cần phải 7 ngày. Cho nên Quyển Nhi sẽ căn dặn chuyện này trong mấy ngày còn lại. Được, cứ làm như vậy đi. Sự việc này khiến Phụ Dương cảm thấy rất ngạc nhiên. Có định cưới cô ấy thật à? Phụ Dương, ngoài Quyển Nhi cô nương ra, con không nghĩ tới người khác. Tại sao vậy? Ngọc Nhi, con mới quen biết Quyển Nhi được vài ngày thôi, sao lại chung tình với cô ấy? Chuyện này là một loại cảm giác, rất khó nói nguyên nhân. Không sai, nhưng mà dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ. Trí tuệ của cô ấy, học vấn uyên bác, nội hàm sâu xa của cô ấy, băng thanh ngọc khiết, dịu dàng thùy mị của cổ. Phụ Dương à, Phụ Dương hỏi con như vậy, hình như con không bao giờ nói hết được. Cũng chính vì điều này, hại như không kiểm soát được bản thân, trước sau như một. Còn về chuyện tại sao lại trong một thời gian ngắn ngủi khiến Hài Nhi phải như vậy? Hài Nhi thật sự không biết. Ngọc Nhi, Phụ Dương hiểu cảm nhận của con. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy à? Đúng, cảm nhận đối với con lại như thế nào? Con không biết. Hình như vô tình cũng như hữu tình, con thật sự không biết. Trời ơi, vậy thì khó thật. Dù sao cũng không thể để người ta nói con yêu đơn phương,
Nếu làm một cô gái bình thường thì không nói đi. Phụ Dương chỉ cần mời người mai mối đến nhà họ dạm hỏi là được rồi. Nhưng Nguyễn Nhi là người phụng chỉ đến Thành Châu. Hôn sự này nên đề xuất như thế nào? Phụ Dương, chẳng lẽ hoàng thượng cấm cô ấy kết hôn sao? Nếu là như vậy, trái lại dễ hơn. Phụ Dương có thể lên kinh diện kiến hoàng thượng thỉnh chỉ ban hôn, chắc là sẽ chuẩn tâu. Nhưng nếu bản thân cô ấy không đồng ý, không phải chuốc lấy nhục nhã sao? Phụ Dương, nếu như bản thân cô ấy không đồng ý, cho dù hoàng thượng ban hôn, hài nhi cũng không cưới cô ấy đâu. Hôn nhân cưỡng cầu không bao giờ có hạnh phúc. Hài nhi muốn cô ấy cam tâm tình nguyện thành thân với hài nhi. Nhưng cô ấy là một cô gái trẻ, dù sao cũng không thể trực tiếp hỏi cô ấy mà. Nguyễn Nhi sống cô đơn một mình, không có người thân. Nhưng mà Công Tôn Tiên Sinh là sư thúc của cổ, cũng được xem là một nửa người thân rồi. Nếu như chuyện này thông qua bao đại nhân, chắc là được mà. Hài nhi xin Phụ Dương nói chuyện này với bao đại nhân. Nếu như trực tiếp nói chuyện này với bao đại nhân, không phải quá đường đột sao? Phụ Dương à, không có cách nào tốt hơn đâu. Phụ Dương cũng biết Hài Nhi đã quyết định không thành thân rồi. Nguyễn Nhi cô nương là người mà Hài Nhi cảm thấy rất xứng đáng. Được rồi, Phụ Dương sẽ nghĩ cách để xem nói với bao đại nhân như thế nào. Phụ Dương yên tâm, Hài Nhi tin rằng Nguyễn Nhi cô nương sẽ đồng ý. Đừng có vội ăn, từ từ ăn thôi. Đừng có để mắc nghẹn. Thiệt tình. Để thấy sao rồi? Lâm đại thúc, tôi không biết đâu, con đã 2 tháng không được ăn thịt đó. Tên tiểu tử này tốt hơn tôi. Tôi đã 3 năm không biết mùi vị của thịt là gì rồi. Ở trên mỏ hả? No bụng là mừng rồi đó. Ăn đi. Canh đến rồi, canh đến rồi. Canh đến rồi kìa. Canh đến rồi. Canh đây. Chỗ lão đây á, tuy là quán trà nhưng mấy món của tiểu bảo cũng có thể dọn lên bàn kia. Cảm ơn. Thật sự mà nói, trước đây khi mọi người còn ở trên mỏ, có ai nghĩ sẽ có ngày hôm nay đâu. Hả? Nè, vì chuyện chúng ta có thể đoàn tụ, cạn một ly. Cạn ly đi. Cạn một ly trước đi. Để không uống đâu, mọi người uống đi ha. May là người đến Thanh Châu là bao đại nhân. Nếu là ông quan khác, nếu không chừng chúng ta vẫn còn bị giam đó. Vậy bây giờ mọi người có dự tính gì không? Con thì con định ở lại Thanh Châu tìm việc làm, nhưng mà dù sao cũng không dám ăn cắp nữa đâu, thiệt đó. Ở chỗ tôi, một mình Tiểu Bảo cũng làm không có xuể. Cậu đó đến đây giúp đỡ đi. Hả? Thật hả? Dĩ nhiên là thật rồi. Chẳng lẽ tôi gạt cậu sao? Hay quá, Quách Đại Thúc là hay quá. Quách Đại Thúc mình quá sớm nghe. Lát nữa chén dĩa ở đây á, huynh đều phải rửa sạch đó. Không thành vấn đề. Công việc này á, so với trên mỏ nhẹ nhàng hơn nhiều mà. Nè, lão Lý à, còn ông có phải muốn ở lại Thanh Châu không? Tôi hả? Nhà tôi dưới quê mà, tôi vẫn muốn về quê làm ruộng. Nè, Hách Đại Thúc, mau ăn đi. Anh có phải Thúc chuẩn bị về nhà không? Đúng rồi, Hách Đại Thúc, tiền công bù lại trong 3 năm nay đủ xài 10 năm rồi. Đúng vậy, Hách Đại Thúc muốn về quê dưỡng già đó. Không, tôi muốn ở lại Thanh Châu. Thúc không về nhà sao? Ở quê nhà tôi không còn ai hết.
tôi còn về làm gì? Khu mỏ đó đã bị triều đình thu hồi, khai thác như mỏ của quan, tôi sẽ đến đó khai thác. Hết đại thúc, con không nghe lộn chứ? Vừa mới từ khu mỏ trở về nhặt được mạng sống, thúc lại muốn trở về khai thác nữa. Tôi đã làm thợ mỏ cả đời rồi, tôi cũng chỉ muốn làm thợ mỏ thôi. Cho dù phải chết trên mỏ, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ là không ai có thể ép buộc tôi nữa, mà là tôi muốn làm. Điền Thanh. Hả? Có chuyện này tôi quên nói với cậu đó. Chúng ta qua đó nói chuyện đi. Được. Qua đây. Hai hôm trước Đinh Quý đã về Thanh Châu rồi, lúc nào ông ấy cũng đang tìm cậu. Đinh Đại Thúc hả? Đúng rồi. Ông ấy đâu? Hai hôm nay ông ấy đã đi làng buôn cần bán hàng rồi, vài hôm nữa mới về. Ông ấy có nói tìm con có việc gì không? Ông ấy nói trước khi cha cậu qua đời có mấy món đồ muốn giao cho cậu. Trễ nhất là ngày mai thì đã xử lý ổn thỏa mọi việc chuyện của các thợ mỏ, đồng thời cũng phải khẩn trương tiến hành điều tra Trương Xuân đó. Tiến hầu về. Có thuộc hả? Lúc ban ngày Trương Xuân sẽ đi với bổn phủ, nhưng hành động vào buổi tối thì không thể nào kiểm soát được. Bổn phủ đã cho người giám sát xung quanh châu nhà, nếu như hắn có hành động gì lập tức báo cho người biết. Dựa vào gió công của hắn, nếu để người khác giám sát chắc chắn dễ bị phát hiện, cho nên nhất định phải là Triển Hộ Vệ. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ có phần thắng tuyệt đối. Được, ngươi sẽ phụ trách công việc này, phải bảo đảm kiểm soát được hành tung của Trương Xung. Trương Long Triệu Hổ. Có thuộc hạ. Hãy đến Hổ Tần Doanh điều tra cho ra những binh sĩ đã chuyển vàng đến Miếu Sơn Thần trước đây. Kêu họ nên âm thầm chỉ chứng. Nha dịch cùng Quách Bắc đến đó tiếp nhận, để xem còn có người nào ở trong châu nha hay không. Nếu điều tra ra, lập tức dẫn đến gặp bổn phủ. Dạ. Công Tôn tiên sinh thì dẫn đi theo bổn phủ đến châu nha. Mau chóng thu xếp chuyện của số thợ mỏ, cố gắng hoàn thành trong ngày hôm nay. Dạ, học trò tuân lệnh. Nguyên Nhi, trong lúc đến Dương phủ, có thể đề cập về chuyện tìm người thay thế. Đại nhân, Nguyễn Nhi cảm thấy nếu như đại nhân có thể nói chuyện này, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Vậy thì hãy đợi sau khi bổn phủ đến Dương phủ gặp Dương gia rồi hãy nói. Dạ, cảm ơn đại nhân. Chính là ở đây nè. Ở đây nè. Ở đây nè. Miếu Sơn Thần. Các ngươi giao vàng từ chỗ này phải không? Dạ. Bọn họ khéo chọn địa điểm. Ngay từ ở đây không có người qua lại, hoàn toàn không sợ bị phát hiện. Mùi gì vậy? Mùi lạ quá. Đây là mùi thi thể bị thối rữa.
với cô nương. Ý, tại sao hôm nay ngươi đợi ta trước cửa? Dương gia muốn gặp bộ với cô nương, và cô nương đến đại sảnh nói chuyện. Dương gia muốn gặp ta? Dạ mời. Mời. Mộ Dung cô nương, bổn vương làm phiền rồi. Dương gia muốn gặp Nguyễn Nhi sao? Bổn vương muốn hỏi bao đại nhân còn phải bận đến bao giờ? Ở Thanh Châu bao đại nhân còn khá nhiều việc chưa giải quyết, nhưng mà ngày mai tạm thời có chút thời gian, không phải bận lắm. À, cũng được. Vậy thì ngày mai bổn vương sẽ đến gặp ông ấy. Dương gia có chuyện phải gặp bao đại nhân sao? À, cũng không có gì. Bao đại nhân đã đến Thanh Châu khá lâu, nhưng vẫn chưa có thời gian để trò chuyện với bổn vương. Thậm chí ngay cả thời gian để đánh một ván cờ cũng không có. Không dám phiền Dương gia di giá, để Nguyễn Nhi trở về bẩm báo bao đại nhân, tranh thủ lúc có thời gian đến thăm Dương gia. À, cũng được. Vậy thì làm phiền Mộ Dung cô nương nói với bao đại nhân một tiếng giùm. Dạ. À, đến giờ rồi, Nguyễn Nhi phải chăm cứu cho tiểu Dương gia. Được rồi, tự nhiên. Nguyễn Nhi cáo lui. Mời. Đúng là một cô nương rất tốt, đối đáp tiến lùi đều có quy tắc. Dương gia, điều hiếm có là Mộ Dung cô nương còn trẻ đã có y thuật cao như vậy, đúng là tài đức vẹn toàn. Ừ, sau này không biết là con cháu nhà nào có phước sẽ có thể cưới được cô ấy về. À, Dương gia thứ lỗi bạo gan cho thuộc hạ. Nếu không phải tiểu Dương gia quyết định không thành thân, Mộ Dung cô nương vẫn có khả năng bước vào Dương phủ. Ờ, sao người nghĩ như vậy? À, theo thuộc hạ được biết á, tiểu Dương gia cũng có tình ý với Mộ Dung cô nương đó. Tại sao người biết? Thuộc hạ là tổng quản của Dương phủ, chuyện trên dưới trong phủ đều hiểu rất rõ. Xưa nay tiểu Dương gia không hề để mắt tới con gái, nhưng mà đối với Mộ Dung cô nương thì khác. Thuộc hạ theo đó mà suy đoán. Ừ, theo như người thấy, họ có xứng đôi hay không vậy? À, theo thuộc hạ thấy, hai người là một đôi trời định. Ừ, bổn vương đã hiểu rồi. Tại sao cô nương vẫn dùng bộ châm vàng trước đây? Tại vì bộ châm vàng này đã theo Nguyễn Nhi nhiều năm, Nguyễn Nhi dùng đã quen rồi. Vậy cô nương định cất giữ bộ châm tại hạ tặng cho cô nương sao? Không, trước khi Nguyễn Nhi rời khỏi đây nhất định sẽ hoàn trả. Cô nương sắp đi à? Tiểu Dương gia, Nguyễn Nhi nói rồi, chỉ là phụng chỉ đến Thanh Châu trị bệnh cho tiểu Dương gia, không có dự định ở lại lâu. Được rồi, chúng ta bắt đầu chăm cứu nha. Cởi áo. Dạ. Công tôn tiên sinh,
cứ thu xếp cho số thợ mỏ như vậy đi. Còn về tình hình sau khi họ trở về nhà, cũng phải giữ liên lạc định kỳ. Nếu như có tình huống gì đặc biệt, cũng phải hỗ trợ đúng lúc cho họ. Dạ. Học trò sẽ cho người quan tâm thường xuyên và báo cáo kịp thời. Được. Công việc sau vụ án khu mỏ cuối cùng đã kết thúc. Hình như hôm nay Bao đại nhân làm việc nhanh hơn hôm qua. Chuyện của tất cả mọi người đã xử lý hoàn tất. Bốn phủ còn nhiều công việc quan trọng khác, dĩ nhiên là phải mau chóng giải quyết rồi. Đại nhân còn có công việc gì sao? Chuyện khai thác trộm vẫn chưa kết thúc, chẳng lẽ không phải chuyện cấp bách? Vẫn chưa kết thúc à? Dĩ nhiên rồi. Tuy Phạm Vĩnh đã chết, nhưng Quách Bắc vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Dạ. Hạ quan đã ra lệnh truy nã hắn khắp nơi. Ngoài chuyện này ra, chẳng lẽ bổn phủ không cần điều tra số vàng đã được đúc ra hay sao chứ? Đúng. Đại nhân nói không sai. Tang vật lớn như vậy làm sao có thể biến mất được chứ? Trong vụ này ngoài hai người đó không biết còn tội phạm nào không? Chẳng lẽ không cần điều tra hay sao? Đúng đúng. Đúng là phải điều tra. Muốn điều tra thì phải bắt đầu từ châu nha của đại nhân. Đại nhân, không lý nào ở châu nha lại có số vàng đó. Làm sao đại nhân biết được? Quách Bắc có thể giấu đại nhân đưa phạm nhân đi, chẳng lẽ không thể giấu đại nhân cất giấu số vàng đó ở trong châu nha hay sao? Dạ, hạ quan ngu muội. Ngoài ra, khu mỏ đó 3 năm trước châu nha từng cho người đến đó thăm dò khoan mạch, cũng phải điều tra. Những điều này cần phải có đại nhân đi theo cùng để tiện cho việc làm chứng. Dạ, hạ quan sẽ phối hợp hết mình. Khách quan bà Dung. Khách quan bà Dung. Trùng Nhi à? Dạ. Mẹ rất vui mừng. Mẹ à, con đưa mẹ đi uống trà nhé. Được, mẹ thích nhất là uống trà. Mẹ à, chỉ cần sau này mẹ thích, ngày nào con cũng sẽ đưa mẹ đi uống trà. Trùng Nhi hiếu thảo thật. Trời, Đinh Thẩm tới rồi hả? Tiểu Bảo, mời ngồi, mời ngồi. Vào trong, ngồi đi. Vào trong đi. Đinh Thẩm, Thẩm ngồi đi. Để con đi pha trà Thẩm thích nhất. Cảm ơn. Tiểu Bạch, qua giúp tay đi. Tới liền. Pha trà đi. Dạ. Khách quan, mời vào trong. Mời vào, mời vào. Tiểu Bạch, Điện Thanh. Trung Nhi, mẹ muốn uống trà. Dạ. Mẹ, để con rót cho mẹ nghe. Bà là mẹ của Điện Thanh hả? Điện Đại Thẩm, con tên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, im miệng giùm đi. Trời ơi, Tiểu Bạch, đây đang nói nhảm gì vậy? Đây là Đinh Thẩm hả? Không phải đâu, bảy là mẹ của Điện Thanh. Quỳnh ấy là Điện Trung, Trung ca. Không phải, Quỳnh ấy rõ ràng Điện. Đừng nói nữa mà. Đinh Đại Thẩm, mặc kệ cô ta, chúng ta uống trà đi ha. Mẹ, mẹ uống trà đi. Để Để Mẹ sao mẹ lại khóc vậy? Chuyện gì vậy? Chuyện này là như thế nào? Con sao biết được? Mẹ, mẹ à, mẹ sao rồi? Cho con biết có chuyện gì đi. Mẹ đừng làm cho Trung Nhi sợ mà. Con không phải Trung Nhi, con là Điền Thanh. Trung Nhi nhà ta có phải chết rồi không? Có phải nó không bao giờ trở về nữa không? Đinh Thẩm à, Đinh Đại Tẩu,
Lâm trưởng quầy làm phiền ông mua bán rồi, xin lỗi ông. Đại tẩu à, tẩu, tẩu hết hồ đồ rồi sao? Tại tôi không muốn tỉnh táo thôi, tôi không muốn tin Trung Nhi không còn nữa. Mẹ, Điện Thanh, cảm ơn con. Cảm ơn con đã khiến ta cảm thấy Trung Nhi còn bên cạnh ta. Còn sau này con có thể không gọi ta là mẹ nữa. Không, bắt đầu từ hôm nay, mẹ chính là mẹ ruột của con. Con là Thanh Nhi, con là con của mẹ Thanh Nhi đây. Thanh, Thanh Nhi, Thanh Nhi. Mẹ, Thanh Nhi của mẹ. Mẹ, Ha 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 ha.